cặp sách 6 Yoga của Naropaul. Dịch Gamal C.C. Chan và Glenn H. Mullin, thiện tri thức. 6 Yogas of Naropaul and Teachings on Mahamudra, Gamal C.C. Chan, Snow Lion, 1986. Readings on the Six Yogas of Naropaul, Glenn H. Mullin, Snow Lion, 1997. 6 Yoga của Naropaul, Nguyễn An Cư và Trùng Hưng Dịch, Thiện Tri Thức, 2003. Gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, Giáo Lý Đại Ứng, Bài Ca Đại Ứng, Lời Nguyện Đại Ứng, những cơ bản của thực hành Đại Ứng. Phần thứ hai, tóm lược một dẫn nhập vào 6 yoga của Naropaul và tóm lược một dẫn nhập vào con đường thầm thâm 6 yoga của Naropaul. Phần thứ ba, những bản văn về 6 yoga của Naropaul, giáo huấn khẩu truyền về 6 yoga của Naropaul, những câu kệ kim cương của truyền thống thì thầm nơi tai, và bản chép tay con đường thầm thâm 6 yoga của Naropaul, một nguồn tài liệu của mọi chứng ngộ. Sáu yoga của Naropaul. Truyền thống 6 yoga của Naropaul là một trong những hệ thống phổ thông nhất của mọi phái Phật giáo Tây Tạng, thành hình và được sắp xếp bởi những vị thầy Ấn Độ thế kỷ thứ 11 là Thalopaul và Naropaul từ nhiều nguồn Phật giáo. Hệ thống thực hành yoga này được truyền vào Tây Tạng bởi Marpaul, dịch giả, đệ tử của Naropaul. 6 yoga này: nội nhiệt, thân huyễn, giấc mộng, tịnh quan, trung ấm và chuyển thức, tiếp tục là một trong những truyền thống thiền định sống động và quan trọng nhất của xứ tuyết. Đại ứng là một con đường quán chiếu trực tiếp bản tánh quang minh của tâm, đó là tâm bổn nguyên hay Phật tánh mà mỗi chúng ta đang có.